Xin chào các bạn nhé, mình là Hoàng Yến, mình là chuyên gia tư vấn về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hôm trước mình có đăng một cái bài viết về 8 cách chăm sóc da tại nhà mà không phải ai cũng biết và đã được rất là nhiều chị em quan tâm và có những bộ nhờ mình tư vấn. Thì hôm nay Yến sẽ làm cái video để hướng dẫn mọi người chi tiết hơn nhé. Để chăm sóc da của chúng ta luôn được khỏe đẹp, phải có hai chương trình chăm sóc da. Thứ nhất là chương trình chăm sóc da vào buổi sáng. Buổi sáng ngủ dậy thì chúng ta phải rửa mặt với lại sữa rửa mặt. Rất là nhiều bạn thường thắc mắc là trong một đêm chúng ta ngủ có tiếp xúc gì với bụi bẩn đâu mà cần phải dùng sữa rửa mặt. Chúng ta suy nghĩ như vậy là sai lầm rồi ạ. Vì khi chúng ta ngủ, da của chúng ta bắt đầu bước vào chương trình điều hòa này, cân bằng và tái tạo da mới, nên da của chúng ta sẽ tiết ra rất là nhiều bã nhờn và chất độc ở trên da, cho nên chúng ta phải dùng sữa rửa mặt để làm sạch da các bạn nhé. Sau khi chúng ta đã làm sạch da rồi, bước thứ hai là chúng ta sử dụng nước hoa hồng nhé. Nước hoa hồng nó có tác dụng là cân bằng da này, bên cạnh đó nó còn giúp cho da của chúng ta nó săn chắc hơn và kiểm soát nhờn rất là tốt. Khi chúng ta xịt nước hoa hồng lên da rồi, chúng ta hãy lấy tay của chúng ta vỗ nhẹ lên da để cho nước hoa hồng nó thấm thấu vào sâu ở bên trong da. Và đến bước thứ ba là chúng ta sử dụng serum này. Serum này nó có tác dụng là giữ ẩm cho da nhé, và nó giữ lại nước ở trên da, giúp cho da của chúng ta nó có được đàn hồi tốt hơn này, và nó sẽ giảm được quá trình lão hóa da rất là tốt. Khi chúng ta bôi serum lên da thì chúng ta hãy lấy tay của chúng ta massage nhẹ nhàng theo hình vòng tròn, sau đó chúng ta vỗ nhẹ để cho serum nó thẩm thấu tận vào sâu ở bên trong da này. Bước thứ tư là kem chống nắng. Kem chống nắng tốt cho da mặt thì nên có đủ hai chỉ số, đó là SPF 30 cho đến 50, là PA 2 cộng và PA 3 cộng, thì khả năng chống nắng sẽ tốt hơn. Đừng nghĩ khi ra ngoài chúng ta nếu cần sử dụng kem chống nắng thì khi chúng ta ở trong nhà thì phải chịu ảnh hưởng bức xạ điện từ tivi này, điện thoại hay là máy tính. Tuy nhiên khi đi ra ngoài thì chúng ta cũng vẫn cần phải che chắn này, chúng ta vẫn cần phải che chắn để cho cái tia UVA và UVB nó không xuyên vào da của chúng ta nhé. Quy trình thứ hai đó là chúng ta chăm sóc da vào buổi tối. Chăm sóc da vào buổi tối thì bước thứ nhất là chúng ta cần phải tẩy trang nhé. Tẩy trang giúp cho chúng ta loại bỏ được lớp bất cát này hay là bụi bẩn và làm sâu ở da của chúng ta. Sau khi đã tẩy trang xong thì chúng ta hãy sử dụng sữa rửa mặt nhé. Chúng ta hãy sử dụng cái sữa rửa mặt này để rửa mặt giống như khi sáng mà chúng ta vẫn sử dụng ấy. Bước thứ sáu đó là tẩy da chết này. Tẩy da chết sẽ giúp cho chúng ta lấy đi lớp sừng, tế bào còn sót lại ở trên da và giúp cho chúng ta làm thông thoáng lỗ chân lông. Bước thứ bảy là chúng ta đắp nạ này. Đắp nạ để giúp cho cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu cho da và giúp cho da của chúng ta nó chắc khỏe hơn. Đó, và giúp cho giảm cái sự lão hóa cho da này. Một tuần chúng ta nên đắp nạ khoảng 2 cho đến 3 lần các bạn nhé. Bước thứ 8 đó là sinh hoạt điều độ. Để có làn da khỏe thì chúng ta phải thiết lập cho mình một cái chế độ sinh hoạt thật đáng là đủ 8 giờ này. Uống nhiều nước này, ăn nhiều rau xanh này, củ này, quả này, hạn chế uống đồ có ga hay là những chất ngọt quá này, đồ cay này, với lại đồ chiên rán, và chăm thể dục thể thao và tập yoga. Chúc chị em của chúng ta sẽ luôn xinh đẹp và khỏe mạnh mỗi ngày nha chị em nhé.